Chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Washington. Kính thưa quý vị, đến với buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật 1 tháng 8 năm 2021 gồm có chương 9, thiền thứ nhất. Để mở đầu, xin kính mời quý vị theo dõi phần đầu của chương 9, Những người bất tử, qua giọng đọc của Đào Hiếu Thảo sau đây. Những người bất tử. Ngô Hải Hoàng cùng ba đồng chí lên máy chém thực dân. Để kịp làm êm dịu tình hình và đẹp lòng với tư bản cùng hàng ngũ binh sĩ thực dân, ngày 27 tháng 2 năm 1930, Hội đồng Đề Hình họp phiên xử công khai lần đầu tiên tại trại binh tỉnh Yên Bái do Poulet Ogier ngồi ghế chánh án, xử các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng khởi nghĩa Yên Bái ngày mùng 10 vừa qua, có 15 bị cáo. Người bị gọi ra thẩm vấn đầu tiên là Ngô Hải Hoàng. Sau lại đánh Yên Bái, Poulet Ogier hỏi, không phải tôi đánh mà là Trung ương Đảng Bộ hạ lệnh cho tôi đánh. Các ông còn lạ gì kỷ luật của đảng tôi? Nếu không phục tòng mệnh lệnh, tất nhiên đảng xử tử. Đánh với các ông, nếu có thua đi nữa, cũng đến xử tử là cùng. Anh thật là người vô ơn. Quan Ba Jordan là vị quan thầy hết sức tử tế với anh. Vậy mà đêm ấy, anh đã báo chết ông ta đầu tiên. Đại úy Jordan là người tử tế với tôi thật, nhưng đó là tình riêng. Còn tôi giết ông ta là bổn phận đối với đảng tôi. Người Việt Nam chúng tôi bao giờ cũng đặt nghĩa công lên trên tình riêng. Anh thật là người tàn ác. Một mình anh đã bấy để giết chết 6 người Pháp. Tôi làm gì giết được nhiều như thế? Anh em tôi giết nữa chứ. Thế nhưng cả đảng chúng tôi chỉ là một người. Anh em tôi giết, tôi xin vui lòng chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hội đồng Đề Hình tuyên án, một người bị khổ sai chung thân, một người bị 20 năm khổ sai, 13 người bị án tử hình. Bản án gửi qua Pháp, Tổng thống Duhamel giảm 9 án xuống khổ sai chung thân. Còn lại 4 chiến sĩ, Đặng Văn Lương, nông dân, quán làng Xuân Lũng, Phủ Lâm Thao thuộc tỉnh Phú Thọ. Đặng Văn Tiệp, nông dân, quán làng Xuân Lũng, Phủ Lâm Thao thuộc tỉnh Phú Thọ. Nguyễn Thanh Thuyết, hạ sĩ quan thuộc binh đoàn Yên Bái. Ngô Hải Hoàng, hạ sĩ quan thuộc binh đoàn Yên Bái. Đã lần lượt lên máy chém thực dân tại Yên Bái vào sớm ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 3 năm 1930, tức ngày mùng 9 tháng 2 năm Canh Ngọ. Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí thứ tự bước lên máy chém. Sáng ngày 23 tháng 3, hai đội lính khố xanh võ trang dưới quyền chỉ huy của giám binh Gass, phụ tá có rất đông thám tử do thanh tra mật thám là René phụ trách áp giải 83 chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng từ ngục thất tỉnh Yên Bái ra trước hội đồng đề hình, nhóm phiên xử công khai tại trại binh tại Điện Bái. Poulet Ogier ngồi ghế chánh án. Bởi phòng xử quá hẹp nên chỉ có mấy chục người vừa Pháp vừa Việt là những người có thần thế mới được vào xem xử mà thôi. Để chúng ta công bằng, một sự công bằng chỉ huy, chính quyền thực dân cử 4 luật sư Mondret, Bona, Meyer và Demistre ra biện hộ cho các bị cáo. Bắt đầu buổi họp, hội đồng đề hình tuyên bố tha bổng cho các bị cáo Vũ Hữu Hóa, Nguyễn Văn Trung, Đỗ Văn Ninh, Lê Văn Châu. Còn lại 83 bị cáo chia ra như sau: một phụ nữ Nguyễn Thị Bắc, 37 thường dân, 45 binh sĩ. Người bị gọi ra thẩm vấn đầu tiên là Nguyễn Thái Học. Với thái độ chững chạc, bình tĩnh, Nguyễn Thái Học nhận hết trách nhiệm và toan phân trần vì lý do chính trị của cuộc khởi nghĩa, liền bị chủ tịch hội đồng chặn lại không cho nói. Nguyễn Thái Học nói to, nếu vậy thì cái tòa án này là nơi đem cường quyền mà đàn áp công lý. Ta còn nói nữa mà làm chi? Và ta cũng không cần ai biện hộ cả. Đến Phó Đức Chính, chính tỏ thái độ cương quyết, tự nhận là ủy viên tuyên truyền cổ động ở các tỉnh, thảo trường đơn giải cho các binh sĩ khuyên họ làm cách mạng, thảo chương trình kế hoạch tổng khởi nghĩa. Nguyễn Thị Bắc phản đối kịch liệt,
đòi thả cô ra ngay và hô to: các người về ngay nước Pháp mà kéo đổ tượng Jeanne d'Arc đi thôi. Các chiến sĩ khác đều dũng cảm công nhận là có gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng với mục đích là đánh đuổi người Pháp ra khỏi Việt Nam, giành lại quyền độc lập cho Tổ quốc. Rốt cuộc đến lượt các luật sư biện hộ với một luận điệu xin hội đồng xét xử cho công bằng. Chỉ nên làm tội những người chủ mưu sướng xuất mà thôi, và nên dung thứ cho những người A Tòng. Đến hồi 10 giờ sáng ngày hôm sau, hội đồng đề hình tuyên án. 39 người bị án tử hình, 33 người bị án khổ sai chung thân, 9 người bị án 20 năm khổ sai, 5 người bị án tội đày, trong số đó có cô Nguyễn Thị Bắc 5 năm tù ở. Để mong gỡ án nhẹ phần nào cho các đồng chí, Nguyễn Thị Học đã ký chống bản án lên hội đồng bảo hộ để cho các đồng chí noi theo. Duy, Phó Đức Chính không ký án. Poulet-Ogier hỏi tại sao? Họ phó đáp: đại sự đất không thành, chết là vinh, còn chống án làm chi vô ích. Sau khi hội đồng đề hình xử xong, Nguyễn Thế Học cùng các đồng chí của ông bị đưa về giam tại ngục Thất Quả Lò, Hà Nội. Nhận thấy hội đồng đề hình kết án tử hình tuy khá nhiều, nhưng trước khi thi hành bản án còn phải gửi qua Palais, tức là Paris, để Tổng thống Pháp quyết định. Sự quyết định ấy là ơn giảm, làm cho giới thực dân ở Việt Nam không hài lòng. Các báo Pháp ở Đông Dương đều la lớn: phải già tay như vậy mới được, chém cổ chúng nó ngay đi, còn chờ đợi gì nữa. Cô báo lại viết: có lẽ là bên Ba Lê cứu tội chết cho mấy chục cái đầu ấy chăng. Các đại biểu Pháp, Lê Dê Lư ngoài Bắc cũng như Trung Nam cùng họp nhau lại gửi điện tín về Ba Lê, yêu cầu chính phủ cho toàn quyền Đông Dương được rộng quyền xử tử như việc rối ren trong xứ, nghĩa là toàn quyền Đông Dương được y án chém, khỏi phải gửi hồ sơ qua Pháp nữa. Ngày 31 tháng 3 năm 1930, tin từ Ba Lê gửi qua, thuộc địa thượng thư trả lời rằng luật lệ nhà nước đã định ra như vậy, chỉ có tổng thống mới có quyền ân xá cho phạm nhân, chứ không có thể làm trái luật nước đi mà để cho chính phủ Đông Dương có quyền ấy được. Ngày tháng trôi qua, đến đầu tháng 6, một công điện từ Ba Lê đánh sang Hà Nội báo tin Tổng thống Dumèc đổi 27 án tử hình ra án khổ sai chung thân, còn lại 13 người y án. Nhưng tin ấy chính quyền thực dân hết sức giữ bí mật. Mãi đến chiều ngày 16 tháng 6, một đội lính Lê Dương cùng một số nhà hữu trách tiến vào dãy xà lim án tử hình, kêu tên Nguyễn Thế Học cùng 12 đồng chí của ông xích tay hai người là một, đưa ra đi. Từ trong xà lim án chém bước ra các trại giam ngoài, Nguyễn Thế Học hô to: chúng tôi đi trả nợ nước đây, các anh em còn sống cứ công nào việc ấy nhé. Cờ độc lập phải nhuộm bằng máu, hoa tự do phải tưới bằng máu, Tổ quốc còn cần đến sự hy sinh của con dân nhiều nữa, nhiều nữa. Rồi thế nào cách mạng cũng thành công. Thôi, kính chào các anh em ở lại. Tiếng chào anh em ở lại hòa với tiếng la ó cảm động của phạm nhân trong khắp các trại giam trở nên vang động khắp khu quả lò. Để giữ kín đến phút cuối cùng, Nguyễn Thế Học cùng 12 đồng chí của ông được đưa đi trong một buổi hoàng hôn ảm đạm từ Hà Nội đi Yên Bái bằng một chuyến xe lửa riêng. Một đoàn xe hơi thuộc loại Fourgonette đen bọc lưới sắt từ trong cổng ngục thất quả lò tiến ra. Ngoài 13 chiến sĩ, số lính võ trang súng ống rất đông cùng ngồi trên xe canh chừng rất nghiêm ngặt. Đoàn xe lướt nhanh qua đường Jean Soleil, rẽ ra đại lộ Caro, chạy thẳng ra đường Hàng Lộng, rồi rẽ tay trái thẳng tới ga Hàng Cỏ. Hai bên dọc đường đều có rất đông lính canh gác rất cẩn mật. Khi đoàn xe vượt qua đường Jean Soleil thì có một số khoảng hơn 20 người trước đó đứng tản mát mỗi người một nơi trước khu vườn trồng rau bên cạnh sở căn cứ cũ. Vội số cá ra đường thì trên xe phát ra những tiếng hô to: Việt Nam mua năm, Việt Nam Quốc Dân Đảng mua năm, vang động rền trời. Đồng thời một bánh giấy cũng được vứt từ trên xe thứ ba xuống mặt đường. Một số người đứng trên lề cũng vừa hô to những khẩu hiệu như trên rồi ùa nhau ra đường để nhặt mảnh giấy ấy. Nhưng đồng thời chiếc xe hơi đó cũng ngừng lại. Một số lính đứng trên xe vội nhảy xuống đường giành giật để nhặt mảnh giấy ấy. Số lính đứng hai bên lề đường cũng ùa nhau ra đuổi theo bắt đánh những người đã nhặt được mảnh giấy ấy. Kết quả bọn lính trên xe hơi đã cướp lại được rồi vội nhảy lên xe hơi
rồ máy chạy nhanh. Người ta còn vẫn nghe tiếng kêu của những phạm nhân ở trên xe hơi, có lẽ anh em đã bị lính đánh đập tàn nhẫn. Trong chuyến xe lửa riêng này, có mấy viên thanh tra mật thám Pháp và một số mật thám ta, viên giám binh người Pháp và một đội lính khố xanh đi kèm. Ngoài ra, còn có hai ông cố đạo Messier và Tourne. Trong chặng đường dài, 4 tiếng đồng hồ, tất cả đều chuyện trò vui vẻ. Võ Đức Chính nói, chúng ta đến ga Yên Bái chắc chắn sẽ được các đồng chí Lương Tiệp Thuyết Hoàng ra đón rước nồng hậu. Nguyễn Thế Học đấu khẩu với cố rồi này, chúng tôi chỉ là những kẻ chiến bại chứ đâu phải là kẻ có tội. Chúng tôi có phạm gì đâu mà phải ăn năn thú tội. Rồi nhà cách mạng họ Nguyễn ngâm mấy câu thơ Pháp: Mourir pour sa patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Chết vì tổ quốc, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng. Cái máy chém cũng được đưa lên một cách lén lút như vậy. Trong thành phố Yên Bái, không ai ngờ có chuyện đó. Pháp Trường là một khu đất rộng, giống như một bãi đá banh, xung quanh có mấy dãy nhà gạch một tầng mới cất. Đó là trại binh Khố Xanh và nhà đón tiếp khách vãng lai của chính quyền. Bên cạnh máy chém, thực dân cho để 15 chiếc hòm gỗ là những chiếc quan tài. Họ phải đề phòng như vậy. 18 phút cuối cùng, e có sự thay đổi bất thần chăng? Xung quanh pháp trường có 400 lính được phái đến vây kín, khiến việc mang bom của cô Giang dự định đến phá pháp trường không hoạt động gì được. Công chúng người dân Việt ta không lấy gì làm đông đảo và hoàn toàn im lặng, đau xót. 5 giờ kém 5 phút, có người đầu tiên từ nhà giam tiến đến pháp trường. 4 bộ binh mang súng có lưỡi lê, 2 bộ binh tay không để đề phòng sự té xỉu của phạm nhân trong quãng đường gần đó, nhưng không có một phạm nhân nào té xỉu. Dẫn đầu là viên công sứ Dobutini. Cả bọn tiến đến gần máy chém, đao phủ thủ là cai công, dắt Bùi Tử Toàn, 37 tuổi, nông dân, sinh quán tại làng Xuân Lũng, Phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đẩy vào tấm ván, vừa bằng một người bắt nối vào lỗ máy chém. Bùi Tử Toàn mới hô được tiếng Việt Nam, liền bị lính Lê Dương bịt miệng lại, rồi đao phủ thủ giật lưỡi dao phập xuống. Người thứ hai lên máy chém là Bùi Văn Chuẩn, 35 tuổi, thuộc binh đoàn Yên Bái. Bùi Văn Chuẩn mới hô to được tiếng Việt Nam thì cũng bị lính Lê Dương bịt miệng lại và cai không cũng giật lưỡi dao ngay. Người thứ ba là Nguyễn An, 31 tuổi, thuộc binh đoàn Yên Bái. Nguyễn An cũng hô to được tiếng Việt Nam rồi bị chém. Kế tiếp, Hà Văn Lão, 25 tuổi, thợ hồ, cũng chỉ hô to được tiếng Việt Nam rồi bị chém. Người thứ năm là Đào Văn Nhất, thuộc binh đoàn Yên Bái. Đào Văn Nhất mới hô được tiếng Việt. Người thứ sáu là Ngô Văn Du, thuộc binh đoàn Yên Bái. Người thứ bảy là Nguyễn Đức Thịnh, thuộc binh đoàn Yên Bái. Nguyễn Đức Thịnh cũng chỉ hô to được tiếng Việt Nam. Người thứ tám là Nguyễn Văn Tiềm, thuộc binh đoàn Yên Bái. Nguyễn Văn Tiềm cũng chỉ hô to được tiếng Việt. Người thứ chín là Đỗ Văn Sứ, thuộc binh đoàn Yên Bái, cũng chỉ hô to được tiếng Việt Nam. Người thứ mười là Bùi Văn Cửu, thuộc binh đoàn Yên Bái, cũng chỉ hô to được tiếng Việt. Người thứ 11 là Nguyễn Như Liên, tức Ngọc Tỉnh, 20 tuổi, học sinh. Quán làng Cao Mại, Phú Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cũng chỉ hô to được tiếng Việt Nam. Đến người thứ 12 là Phó Đức Chính, nhà cách mạng họ Phó, đòi thực dân cho được nằm ngửa để xem lưỡi dao rớt xuống như thế nào. Tiếp đến là Nguyễn Thái Học, được thực dân dẫn từ nhà giam ra lần cuối cùng, lần thứ 13. Người anh hùng dân tộc ấy, với bộ râu qua nón, mỉm cười, đưa cặp mắt sáng quắc nhìn bốn phía, nghiêng mình chào đồng bào một lần cuối cùng, hô to Việt Nam muôn, thì công sứ Dobutini liền vẫy tay lần thứ 13, đầu Nguyễn Thái Học rơi. Lúc đó là vào hồi đúng 5 giờ 35 phút sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930, tức ngày 21 tháng 5 Canh Ngọ. Để đề phòng và trả thù xác chết, sau khi hành quyết xong, chính quyền thực dân cho đưa thi hài 13 vị liệt sĩ lên chung chung vào một quyệt ở dưới chân đồi cao. Bên cạnh đồi là đền thờ Trần Quán, cách ga xe lửa Yên Bái đôi một cây số. Phải lính đến canh gác suốt ngày đêm cho mãi đến cuối năm 1930 mới bãi lệnh. Sau ngày Việt Nam Quốc dân đảng chiếm đóng tỉnh Yên Bái vào cuối tháng 10 năm 1945, tỉnh đảng bộ Việt Nam Quốc dân đảng đã tu bổ lại phần mộ 17 liệt sĩ Yên Bái và dựng
đài kỷ niệm. Liên tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương chính. Nguyễn Văn Toại cùng bốn đồng chí lên mái chém qua giọng đọc của Thanh Trang. Nguyễn Văn Toại cùng bốn đồng chí lên mái chém. Ngày 26 tháng 5 1930, Hội đồng đề hình họp viên sử công khai tại một nhà kho rộng bên cạnh tòa sứ tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch Hội đồng đề hình Puleoze, thanh tra chính trị bận lễ phục trắng, ngồi ghế chánh án. Lính Sen Đầm và lính Lê Dương đứng xung quanh tường, súng cắm lưỡi lê, làm thành một hàng rào. Có hai luật sư biện hộ cho 85 bị cáo, trong số có một phụ nữ là chị Nguyễn Thị Lùng. Nguyễn Văn Toại tức Đồ Thúy, mặc áo dài thâm quần trắng, trên mép để ria, ông tỏ ra nóng nảy. Tòa hỏi chưa hết câu, ông đã nói, tôi nhận hết. Tại sao tòa chưa hỏi mà anh lại trả lời? Tòa muốn buộc tội gì, tôi cũng chịu hết. Một bị cáo khác được gọi ra, tòa hỏi, anh có phải là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng không? Tôi chỉ là một người Việt Nam, tôi thương xót đồng bào tôi bị cực khổ quá, cho nên tôi tham dự vào công cuộc tấn công đồng binh Pháp ở Hương Hóa. Lại một người khác khai, tôi không được tham dự vào cuộc tấn công đó vì tôi đau mắt nặng. Nếu tôi không bị đau mắt nặng thì tôi nhất định làm như mọi người khác. Đến lượt một bị cáo mới 15 tuổi được gọi ra khai. Tôi giúp anh tôi là một điều công lý. Nói vừa dứt câu thì bị Puleoze đuổi về ngồi chỗ cũ. Rồi đến một người nông dân chừng 40 tuổi, anh khai. Tôi chẳng có chân trong một hội kín hội hở nào cả. Tôi chỉ là người Việt Nam, tôi có bổn phận phải đánh đuổi người Pháp ra khỏi lãnh thổ nước tôi để khôi phục lại nền độc lập cho tổ quốc tôi. Nguyễn Thị Lùng khẳng khái nhận hết tội, mà hội đồng đề hình buộc là tuyên truyền, liên lạc và chuyển vận võ khí, vân vân. Trần Văn Hợp đứng lên cãi rất hùng hồn, nhưng Puleoze đuổi về, không cho phép anh được nói tiếp. 85 bị cáo mà tòa chỉ có xử trong 3 phiên chớp nhoáng rồi tuyên án. 10 người bị tử hình, 27 người bị khổ sai chung thân, 37 người bị cấm cố chung thân, 4 người bị 20 năm khổ sai, 1 người bị 5 năm khổ sai, 3 người bị 20 năm cấm cố, 2 người bị phạt giam trong nhà trừng giới, 1 người được tha bổng. 10 án tử hình là Trần Văn Hợp, Bùi Văn Bồi, Lê Xuân Huy, Bùi Xuân Mai, Nguyễn Đắc Bằng, Nguyễn Văn Quế, Nguyễn Văn Toại, Phạm Nhận, Lê Đình Cư. Bản án gửi qua Ba Lê, Tổng thống Pháp giảm 5 án xuống khổ sai chung thân và y án tử hình 5 liệt sĩ dưới đây. Nguyễn Văn Toại, tức Đồ Thúy, 33 tuổi, nguyên quán Lâm Thao, Phú Thọ. Trần Văn Hợp, nguyên quán tại Thanh Ba, Phú Thọ. Phạm Nhận, tức Bồ Điếc. Lê Xuân Huy, 31 tuổi, nông dân, quán cổ Pháp, Bất Bạc, Sơn Tây. Bùi Xuân Mai, nông dân, nguyên quán cổ Pháp, Bất Bạc, Sơn Tây. Năm vị anh hùng dân tộc ấy đã lên máy chém thực dân tại tỉnh Phú Thọ vào sớm ngày 22 tháng 11 năm 1930, tức ngày mùng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ. Đặng Trần Nghiệp, tức Ký Con, cùng 6 đồng chí lên máy chém. Ngày mùng 5 tháng 8 năm 1930, Hội đồng đề hình họp phiên công khai tại Pháp Đình, Hà Nội để xét xử 148 bị cáo. Qua ngày mùng 9, tuyên án, 12 người bị án tử hình, 11 người bị án khổ sai chung thân, 4 người bị án khổ sai 10 năm, 2 người bị án cấm cố 10 năm, 2 người bị án phát lưu 5 năm, 3 người bị án 5 năm tù ở, 114 người bị án phát lưu chung thân. Bản án gửi qua Ba Lê, Nguyễn Bá Tâm, Nguyễn Văn Liên, Mai Duy Xứng được Tổng thống Pháp giảm xuống án khổ sai chung thân, còn y 7 án tử hình, đã lên máy chém thực dân vào cuối năm 1930 tại trước cổng ngục Thất Hỏa Lò Hà Nội là các liệt sĩ Đặng Trần Nghiệp, tức Ký Con, Lương Ngọc Tốn, tức Chánh Tốn, Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Quang Triểu, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Trọng Bằng, Phạm Văn Khuê, tức Cai Khuê. Trần Quang Diệu cùng 3 đồng chí lên máy chém. Sau khi thẩm vấn xong,
Ngày 7 tháng 11 năm 1930, Hội đồng đề hình nhóm phiên xử công khai tại tỉnh lỵ Hải Dương có 193 bị cáo, gồm toàn thể đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng. Trước vành móng ngựa, Trần Quang Diệu, Vũ Văn Giáo và Trần Nhật Đồng cực lực lên án thực dân đã tàn sát cả ông già, bà già cùng trẻ con, triệt hạ làng Cổ Am và các làng xóm khác. Viên chánh hội đồng đề hình phải ra lệnh cho lính bịt miệng lại và phải về chỗ ngồi. Sau 7 ngày cứu xét, hội đồng đề hình tuyên án 8 người được tha bổng, 8 người bị tử hình, 28 người bị khổ sai chung thân, 87 người bị lưu đày không có kỳ hạn, trong số có chị Lê Thị Thành, 20 người bị 20 năm khổ sai, 7 người bị 15 năm khổ sai, 1 người bị 5 năm tù treo, 30 người bị 20 năm phát vãng, 3 người bị 15 năm phát vãng, 1 người bị cấm cố chung thân. Bản án gửi qua Ba Lê, 2 người được giảm xuống khổ sai chung thân, còn lại 6 chiến sĩ bị y án tử hình là Trần Quang Diệu, Vũ Văn Giáo, tức Lý Giáo, Trần Nhật Đồng, tức Cai Đồng, Nguyễn Văn Phúc, cựu binh, Lê Hữu Cảnh, Nguyễn Xuân Huân. Đến sớm ngày 23 tháng 6 năm 1931, tức ngày 8 tháng 5 năm Tân Vị, 4 liệt sĩ Trần Quang Diệu, Vũ Văn Giáo, Trần Nhật Đồng, Nguyễn Văn Phúc bị hành hình tại tỉnh lỵ Hải Dương. Tất cả 4 liệt sĩ, thực dân ra lệnh chôn chung vào một huyệt tại ngay phía sau đề lao tỉnh lỵ tỉnh Hải Dương, gần xóm Hàng Đồng. Lê Hữu Cảnh, Nguyễn Xuân Huân lên máy chém. Bị kết án tử hình và y án, nhưng trú quán ở thành phố Hà Nội, nên sớm ngày 23 tháng 6 năm 1931, thực dân đã hành quyết Lê Hữu Cảnh và Nguyễn Xuân Huân tại trước cổng ngục thất Hỏa Lò Hà Nội. Hội đồng đề hình tỉnh Kiến An. Sau phiên tòa xử vụ khởi nghĩa Phù Dực, Vĩnh Bảo ở Hải Dương, hội đồng đề hình chuyển xuống tỉnh Kiến An, họp phiên xử công khai vào ngày 30 và 31 tháng Giêng năm 1931 do Poulet-Ose ngồi ghế chánh án. Tất cả có 190 bị cáo, can vào 13 vụ khác nhau, trong số có 75 đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng, bị buộc tội là âm mưu đánh phá đồn binh tỉnh Kiến An. Số còn lại đều thuộc vào tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, can vào các vụ giải truyền đơn, biểu tình, v.v. ở các khu hầm mỏ thuộc vùng Duyên Hải Bắc Việt. Hội đồng đề hình tuyên bố tha bổng 5 người, còn lại 185 người đều bị kết án khổ sai có thời hạn. Chờ ngày phát lưu ra Côn Đảo, số phạm nhân 185 người đều chuyển xuống trại giam ở Ngục Thất Hải Phòng. Trong khi ấy, Nguyễn Thế Long đã cùng 8 phạm nhân khác tổ chức vượt ngục, nhưng vì có Nguyễn Thế Long là trốn thoát, bởi vụ vượt ngục ấy, Đốc lý Hải Phòng đã ra lệnh cùng các phạm nhân. Các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng đã cùng nhau tranh đấu phản kháng kịch liệt với chính quyền thực dân, gây nên vụ xô xát đẫm máu. Để hiểu rõ vấn đề, xin độc giả đọc bản thông cáo của Phủ Thống sứ Bắc Việt theo nguyên văn dưới đây. Nhân vụ Nguyễn Thế Long là người bị hội đồng đề hình kết án 20 năm khổ sai đã tổ chức vượt ngục vào đêm 21 tháng 9 năm 1931, nên quan đốc lý Hải Phòng ra lệnh cho trù liệu các phương sách đề phòng và bảo vệ những tù nhân tại khám. Có 75 tù phạm Việt Nam Quốc dân đảng bị kết án nặng, hiện đương bị giam tại khám Hải Phòng, sắp giải đi Côn Đảo. Không bằng lòng về các phương sách đó, họ hăm dọa và toan đánh các viên chức coi ngục bằng nhiều tấm ván và những đanh sắt tháo ở sàn ra. Các viên sen đầm đến dẹp, họ cũng bị đối phó như thế. Các viên chức liền đem vòi rồng tới xịt nước một hồi lâu mà họ vẫn không chịu phục tòng. Quan đốc lý bèn cho kêu gọi lính gác xung quanh trại giam đến, nhưng cũng bị họ đánh. Sau khi đã ra lệnh cảnh cáo và bắn ít phát súng chỉ thiên, binh lính liền xông vào ngục để khôi phục trật tự. Số tù phạm Việt Nam Quốc dân đảng có 4 người chết và 8 người bị thương. Binh lính cũng bị thương mất mấy người. Tòa án Đại hình Sài Gòn. Tháng 6 năm 1929, Sở Mật Thám Nam Việt đã huy động một số đông thám tử,
chăng lưới khám nhà và bắt hết nhân viên Ban chấp hành chi bộ đặc biệt Việt Nam Quốc dân đảng miền Nam, đem giam giữ tại khám lớn Sài Gòn. Sau một thời gian cứu xét khá lâu, mãi đến ngày 15 tháng 7 năm 1930 mới đưa ra xử công khai trước tòa án đại hình Sài Gòn, cùng với vụ án đường Ba Bia, tức đường Lý Trần Quán thuộc khu Tân Định hiện nay, do kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội Nam Kỳ tổ chức, giết hai đồng chí của họ là Lê Văn Phát và Cô Nhật, can tội phản đảng. Sáng ngày 18 tháng 7, tòa tuyên án về vụ Việt Nam Quốc dân đảng tại miền Nam như sau. Ba người bị kết án 5 năm tù cấm cố lưu đày ra Côn Đảo: Trần Huy Liệu, Cao Hữu Tạo và Nguyễn Phương Thảo. Sáu người bị kết án tù từ 2 đến 4 năm, giam tại Ngục Thất, tỉnh Hà Tiên: Nguyễn Hòa Hiệp, Nguyễn Hiền Lương, Phạm Hoài Xuân, Hà Thuận Hồng, Võ Công Tồn, tức Hội đồng Tồn, Đỗ Xuân Viên. Chương trình trang sử Việt Nam Quốc dân đảng đến đây tạm kết thúc. Xin đón nhận ý kiến xây dựng của quý vị đồng hương để chương trình được hữu ích và phong phú hơn. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào quý đồng hương, quý bà con cô bác, với lời cầu chúc luôn may mắn, an lành và thành đạt trong cuộc sống. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt Quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn quê hào vang phát trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt Quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn quê hào vang phát trường. Không thành công.